Rồi. Xin chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ đọc cho các bạn bài Khi trang sách mở ra. Khi trang sách mở ra, trên thử sách là bắt đầu ta cỏ ra. Thứ đến là cánh chim, sau nữa là trẻ con, cuối cùng là người lớn. Trong trang sách có biển, em thấy những cánh buồm. Trong trang sách có rừng với bao nhiêu là gió. Trang sách còn có lửa mà giấy chẳng cháy đâu. Trang sách có ao sâu mà giấy không hề ướt. Trang sách không nói được, sao em nghe điều gì giạt giáo như sóng vỗ. Một chân trời đang đi. Tạm biệt các bạn. Các bạn nhớ đăng ký cho mình rồi.